Đây là tiết mục sửa cây chơi Tết các bạn. Nhà có gì chơi nấy. Mai đào chưa, quất chưa? Đào thì có cây nhà rồi nhưng mà lâu không thăm không biết là có ok không. Nở hết chưa cũng chưa biết, ở quê mà. Tết thì về ăn Tết ở quê thôi. Đấy thì sửa sang lại mấy hôm này, mấy hôm nữa di chuyển về quê chơi mấy ngày các bác ạ. Hôm kia thì chả làm gì rồi. Còn hôm này thì hôm vừa rồi định rút ra mạnh nhưng mà rét quá, nó Tết thì không không ra nổi được kịp lá thì thôi, bây giờ bấm bấm một số cái đầu ngọn thôi để có một đôi cây nho nhỏ chơi Tết trong nhà các bác vui vui ấy. Chứ còn mai đào là chuyện khác, đào quất là chuyện khác rồi. Những cái cây mà mình thích mình tâm đắc thì sửa sửa chơi mình vui, chơi quanh năm chứ không gì riêng ngày Tết. Đó. Đấy thì hôm nay em có cây xanh này, bóng lả, có gì cũng 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 bóng lả kìa. Và đây một ông quái, xì quái đây. Cái này thì mình cắt thì chưa 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 có tay có tán thì có điểm chốt thôi. Đấy, thì khoe thôi. Hôm hôm em cắt thì nó còn bẩn bẩn. Hôm nay hôm đắp rêu nó còn bẩn bẩn. Đấy, thì này nó đã qua cái đợt đợt sương muối với đợt rét đầu mùa thì nó đã đỡ đi sâu bệnh. Bây giờ tự tự khắc nó lá nó đẹp và nó không bị dẹp riếc. Rất ít bị dẹp. Bây mùa này bây giờ trời đi rất ít bị dẹp. Mặc dù vẫn bị nhé nhưng mà nó không bị tệ hại như khoảng độ tháng trước nữa. Đấy. Giờ là tiến hành làm các bác nhé. Đây này con xanh trắng làng, mặc dù rất nhỏ con nhưng mà hội đủ các tiêu chí từ chân bệ cho đến các cái rễ buông và tay tán. Đấy, hội đủ tiêu chí một cây bonsai thiên nhiên vô cùng thu nhỏ trên chậu. Đấy thì trong một thời gian ăn dưỡng thì một số cái chi cành nó đang còn phá lên nó to hơn thì phải buộc phải bấm thôi, vì không nếu mà không bấm sau thì cái chi ấy nó sẽ phá lên và những chi khác sẽ lụi và nó làm cho những cái đầu cành rất là to. Đấy thì ra Tết thì nắng ấm thì sẽ giúp toàn bộ, còn bây giờ rửa form thôi các bạn nhé, rửa form thôi. Mời các bác nào à? Đi chợ hôm nay phiên chợ đấy, chợ An Phúc, nhưng mà chợ giờ thành chợ hoa rồi, bonsai còn ít lắm, bonsai còn ít lắm. Bé tí em cứ phải nhẹ nhàng.
phép sập đầu cái nhà. Thank you.
tỉ mỉ cứ như các cụ gọt thủy tiên chơi Tết. Bé con. Tách cái bông này ra. Dày quá. Tỉa cây nó như ông cắt tóc. Thank you.
như ông thợ cắt tóc, có cái quả đầu mà có những quả đầu thì dễ cắt, quả đầu rất khó cắt. Bác nào thấy mà sốt ruột quá thì cứ tời đi nhé. Xem thấy sốt ruột quá thì cứ nên tua thôi bác, không muốn các bác ức chế đâu. Rồi xem hôm nay cứ lò dò. Thank you.
Thank you.
Nhận được có một ít rồi. Sạch sẽ chút rồi đấy. Từ giờ nó không rét thì cây này đẹp lắm. Dăm nó đều.
còn phải chỉnh sửa thêm nhưng mà cơ bản là như vậy thôi, để chơi Tết cho nó xung xuê chút. Chứ làm chuẩn là phải rút hết thì nó mới đều dăm được. Bấm nhiều như cắt tóc. Trên xuống có lẽ cái này thì lên hình nó hơi khó nhìn một chút, hơi khó nhìn một chút, vừa lọc đi rất là nhiều, cây nó bé mà lọc đi như này là rất là nhiều rồi. Còn ông kia thì khỏe các bác rồi, mẹ cũng rồi. Hôm nay thì hai ông này chưa làm gì được, để đây cho nó có cái bộ mini thôi. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Nếu mà thấy video lâu quá thì các bác tới xem kết quả nhé. Cảm ơn các bác.